Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Đường Nguyễn Bất Động Sản. Hôm nay mình sẽ quay toàn cảnh dự án Sun Valley ở Bảo Lộc nha mọi người. Xin chào mọi người. Đây là một video sơ lược về toàn cảnh thôi của dự án Sun Valley ở Bảo Lộc nha mọi người. Đấy, mọi người thấy thì đường xá rất là rộng luôn nha mọi người. Cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện hết rồi. Còn đây là một khu công viên nè mọi người. Đó, khu công viên của dự án mọi người ơi. Nói chung là cảnh quan ở đây nhìn rất là đẹp. Có khu Sun Coffee nữa. Đấy, khu này là để tiếp khách nè mọi người. Còn đây là các bạn sale đang tiếp khách nè mọi người ơi. Đó, dẫn khách vào, tiếp khách và chốt khách. Video quay toàn cảnh thôi, xung quanh cái dự án. Nói chung là dự án rất là đẹp luôn nha mọi người. Tiếp theo đây là một khu nhà phố nhìn từ trên cao nha mọi người. Đang xây dựng nha mọi người ơi. Và tiếp theo đây là tiến độ hạ tầng của Sun Valley Bảo Lộc nha mọi người. I'm the desert.